định này. Mình này an toàn. Need equipment. Còn 10 người chưa lần. Cứu thầy. Nhân viên ơi, cứu thầy. Help me. Help me. Cứu thầy. Help me. Cứu thầy. Help me. Good job. Thanks. Yeah. Đâu vậy? Cái gì đây? Cứu thầy. Ủa, yeah, chuyện gì xảy ra đây? Tôi sẽ thu được ai của chuyện nhé. Sơn bừng. Help me. Không sao. Tôi chỉ cảm ơn. Để trả ơn cho bạn, mình sẽ cho bạn cái tốt một nha. VSS à? Ui, nó bắt đầu xin vít cho mình rồi mà. Ê, nhưng mà hồi sinh giờ như là 600 vàng hay sao anh em? Sơn Tùng, nhưng mà thôi tôi trả ơn người khác rồi. Không đủ vàng anh em ơi. Chết. Không đủ vàng. Đủ vàng không xin rồi. 600 vàng rồi. À đây. Vàng đây, đúng không vàng. Help me. Tôi đánh cược một sinh mạng ha. Rồi, để đấy tôi xin nhau. Quả đã. Vâng, và one skill đã out. Mình sẽ trả ơn cho các bạn một cái tôm 1. Chết. Lại tôi trả rồi. Tôm 1 đây chứ đâu. Rồi. Tôi chết luôn. Tôi cần bắn trước nhưng không hiểu sao bắn trúng hết mà nó vẫn giết được mình. Bắn đầu. Bắn nó đi Sơn Tùng. Sơn Tùng nhanh lên, đừng đụng vào đúng người mà bắn mình chết. Killing spree. Và đây Sơn Tùng và còn hai người chơi. Giết được nó thôi. Killing spree. 1-2. 1-2. Kìa. Ồ, 1-2. Sao vậy? Vâng. Ồ. 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 Không. Ồ. Xem lại bài kết. Là của chương trình 13 ấy. Ồ. 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 An. Tập này tập 24. Tập 24. Nó bị từ 0 phút đến 10 phút. Xem nào. Cắt hẳn đi nhé. Killing spree. Còn là 2 thằng. 1-1. Kèo nó chạm không nhé. Thằng nào nhanh hơn.
Rồi chạy xuống một cần sau. Ui cắn. Đây rồi, đây rồi. Tô 1 hay tô 2? Ê, mình dùng khẩu đấy rồi, mày không áp sát được nó sao bán? Đấy đúng rồi, vác sờ ca mà bán. Đã thôi, nghỉ luôn đi. Là cái không sử dụng được. Có nhiều cắt hết. Chỉ 4 chữ là có nhiều nó đủ đâu. Không ai xem à, phải. Nước ngoài mà. Ok mọi người. Và có lẽ cũng đến lúc hồi tích của câu chuyện nhỉ, thật đồng người nha.